Ten Hag ra yêu cầu quyết liệt với Ronaldo và Maguire. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã nói với các cầu thủ Manchester United rằng họ nên tức giận với chính bản thân mình sau khởi đầu tệ hại ở Premier League. Manchester United sẽ đối mặt với kình địch Liverpool ở vòng 3 Premier League vào 2 giờ rạng sáng mai ngày 23 tháng 8 trên sân Old Trafford. Manchester United đang tìm cách đáp trả sau 2 trận toàn thua và rớt xuống đáy bảng Premier League. Họ vừa ngoi từ vị trí thứ 20 lên 19 nhờ West Ham bại trận. Chỉ cần thua Liverpool thì Manchester United sẽ trở lại với vị trí bét bảng Premier League. Đây là điều rất dễ xảy ra. Trước trận đấu cực kỳ quan trọng này, huấn luyện viên Erik Ten Hag của Manchester United đang chịu rất nhiều áp lực. Ông thầy người Hà Lan đã ra yêu cầu quyết liệt với những cầu thủ chủ chốt và có tiếng nói trong phòng thay đồ Manchester United. Theo Mirror, anh Ten Hag đã ra lệnh cho các cầu thủ gạo cội trong đội phải thể hiện khả năng lãnh đạo để giúp câu lạc bộ thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại. Erik Ten Hag đã nói chuyện với một số cầu thủ chủ chốt của Manchester United, bao gồm Cristiano Ronaldo, đội trưởng Harry Maguire và Bruno Fernandes và yêu cầu họ tăng cường thể hiện vai trò đầu tàu của mình. Huấn luyện viên Erik Ten Hag nói, khi thái độ của đội không tốt, thường thì những cầu thủ lãnh đạo không có mặt. Họ phải là người nêu gương và đi trước. Đó là một điểm chúng tôi phải làm việc. Tôi luôn làm việc với một nhóm các cầu thủ lãnh đạo, không phải một người cụ thể. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ lãnh đạo về vấn đề này. Không nhất thiết đó phải là những cầu thủ cấp cao, nhưng chúng tôi có một nhóm nòng cốt, những người phải làm gương và chịu trách nhiệm. Đây cũng là một quá trình. Chúng tôi làm việc với điều đó, chúng tôi đã bắt đầu vài tuần trước và chúng phải phát triển. Erik Ten Hag đã nổi cơn thịnh nộ với các cầu thủ Manchester United sau trận thua bẻ mặt 0-4 trước Brentford. Chiến lược gia người Hà Lan đã bắt các cầu thủ Manchester United chạy và chạy trong buổi tập ngày hôm sau như một hình phạt. Khi được hỏi liệu các cầu thủ có tức giận khi phải tập luyện trong ngày nghỉ của họ hay không, Erik Ten Hag nói, tôi hy vọng họ tức giận, nhưng là giận bản thân. Họ không đứng lên nhận trách nhiệm. Thật không thể chấp nhận được khi bạn không thể cống hiến cho bản thân, cho đội bóng, cho Manchester United và cho tất cả những người hâm mộ United. Đó không phải là tiêu chuẩn của United và thực sự nó không phải là tiêu chuẩn của tôi. Chúng ta phải thay đổi điều đó. Chúng tôi không chấp nhận điều này. Tiền đạo Marcus Rashford đã kêu gọi các fan Manchester United hãy đứng sau lưng đội bóng cổ vũ để giúp đội có thể giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Rashford nói, đó luôn là một trận đấu khó khăn về thể chất lẫn tinh thần, vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ cần các cổ động viên. Họ sẽ chuẩn bị cho trận đấu, họ muốn đánh bại Liverpool nhiều như chúng tôi. Ten Hag đã có một đường lối cứng rắn với các cầu thủ United sau 2 trận thua. Ten Hag đưa họ đến sân tập luyện một ngày sau khi thua Brentford và cảnh báo các cầu thủ rằng ông không có thời gian cho những lời bào chữa khập khiễng. Erik Ten Hag giải thích, tôi không quan tâm đến lý do tại sao, họ chỉ cần giao hàng theo đúng yêu cầu. Đó là nghĩa vụ của tôi và của họ. Chúng tôi đang trong một quá trình. Đôi khi bạn có phong độ không tốt và bạn đối mặt với họ và nói rằng điều đó là không thể chấp nhận được.